Xin chào các bạn Bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu túi tỏi hình một chú khủng long xinh xắn như thế này ha Đây là ở bên trong của thân túi nè Các bạn có thể để phụ kiện vào bên trong hoặc là mình có thể để tỏi cho bé cũng được ha Bỏ vào bên trong sau đó mình khóa lại Một mẫu túi tỏi hình chú khủng long xinh xắn như thế này Đầu tiên thì các bạn sử dụng cho mình len miêu cốt tông và kim 3.5mm Tạo một nút

khi có được 24 mũi móc xích rồi ta nối hai đầu dây lại sẽ tạo ra được một cái khoảng trống cho cái phần miệng túi nè. Tiếp tục canh chỉnh cho mình cho cái sợi len của mình nó thẳng lại. Sau đó đâm kim vào chân của mũi móc xích đầu tiên, móc vào đó một mũi dời. Lưu ý khi các bạn móc mũi dời kết thúc mình sẽ kéo dài sợi len sau đó rút lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại ha. Đây là cái mũi dời chứ không phải là chân móc này lát nữa dễ bị lầm ha. Nên các bạn cứ rút lại cho nó nhỏ lại sau đó móc lên một mũi móc xích. Lúc này mình sẽ có 24 chân móc thì 24 chân móc đó các bạn móc cho mình, chân đầu tiên hai mũi móc đơn cùng chân móc. Khi móc thì nhớ dấu sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Tiếp tục chính chân móc kế tiếp móc cho mình, mỗi chân làm một mũi móc đơn. Thì đối với mẫu này các bạn sẽ nhìn công thức và làm cho mình dễ hiểu hơn ha. Móc đơn thứ hai nè. Móc đơn lẻ thứ ba nè tiếp tục móc đơn lẻ thứ tư. mũi móc đơn thứ năm. móc đơn thứ sáu. tiếp tục mũi móc đơn thứ bảy. móc đơn thứ tám và mũi móc đơn thứ chín. Sau khi đã có được chín mũi móc đơn vào chín chân móc rồi thì kế tiếp ba chân móc các bạn thể móc cho mình mỗi chân là hai mũi móc đơn ha. Chân đầu tiên này móc hai mũi móc đơn tiếp tục chân móc thứ hai cũng móc hai mũi móc đơn và chân móc thứ ba cũng móc hai mũi móc đơn kế tiếp sẽ móc chín mũi móc đơn vào chín chân móc liên tiếp móc đơn đầu tiên nè mũi móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm mũi móc đơn thứ sáu móc đơn thứ bảy móc đơn thứ tám và móc đơn thứ chín khi có được chín mũi móc đơn rồi còn lại hai chân móc cuối cùng thì hai chân móc này các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là hai mũi móc đơn cùng chân móc chân kế cuối nè móc hai mũi móc đơn và chân cuối cùng cũng móc hai mũi móc đơn sau khi móc được đến kết thúc vòng thì mình đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời và khi móc mũi dời kết thúc các bạn sẽ kéo cho mình cái sợi len đang cầm trên tay nè cái sợi len dài đang cầm trên tay quốc thật mạnh lại cho cái sợi len của mình nó sát với đầu kim sau đó đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời kéo dài cho mình sợi len sau đó rút lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại để kết thúc vòng mình không có bị điểm g ha sau đó tiếp tục móc lên một mũi móc ta hoàn tất được hàng đầu tiên ha. Tiếp tục đến cái hàng móc thứ hai, các bạn móc theo công thức như sau: chân đầu tiên móc một mũi móc đơn, chân thứ hai móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Thì đây mình sẽ tạm gọi là một cụm móc ha. Một cụm móc nó sẽ có một móc đơn xen hai móc đơn cùng chân móc. Khi móc được cái cụm móc đầu tiên rồi, móc cho mình chính chân kế tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên nè. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai móc đơn thứ 3, móc đơn thứ 4, móc đơn thứ 5, mũi móc đơn thứ 6, móc đơn thứ 7, móc đơn thứ 8, Và mũi móc đơn thứ 9. Khi có được 9 mũi vào mỗi chân móc rồi thì tiếp tục ở cái chân móc kế tiếp các bạn gặp nó sẽ là cái chân đầu tiên của hai mũi ta móc vào cùng một chân móc. Thì ở đây mình sẽ có ba cái cụm là hai mũi móc vào cùng chân móc nha mình sẽ có 6 chân móc thì 6 chân móc đó các bạn sẽ móc cho mình 3 cụm liên tiếp ha cái cụm của mình là một móc đơn sang hai móc đơn cùng chân móc á ta sẽ có được cụm đầu tiên cho hai chân móc đầu tiên nè tiếp tục cụm thứ hai cho hai chân móc kế bên một móc đơn hai móc đơn cùng chân móc và cụm thứ ba cho hai chân móc kế tiếp Sau khi đã hoàn tất cho mình được ba cái cụm móc liên tiếp như thế này rồi thì tiếp tục móc cho mình chín mũi móc đơn vào chính chân kế bên. Mũi móc đơn đầu tiên, móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba, móc đơn thứ tư, móc đơn thứ 5, móc đơn thứ sáu, móc đơn thứ bảy, móc đơn thứ 8 và mũi móc đơn thứ 9 hoàn tất được chín mũi móc đơn vào chín chân liên tiếp rồi còn lại bốn chân móc cuối cùng thì bốn chân móc này các bạn sẽ móc cho mình hai cụm tương tự như các cái cụm mà mình vừa móc ha tức là một móc đơn sang hai móc đơn cùng chân móc á đây cuối cùng thì mình sẽ có được cụm đầu tiên nè một móc đơn sau đó là hai móc đơn cùng chân móc và cụm thứ hai ở hai chân cuối cùng ha một móc đơn hai móc đơn cùng chân móc Kết thúc được hàng móc thứ hai này đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời. Thì khi kết thúc các bạn cũng làm tương tự, siết chặt sợi len cho sát với đầu kim, đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời sau đó kéo dài và gút lại cho mũi dời nhỏ lại. Móc lên một mũi móc xích. Như vậy là hàng móc thứ hai của mình hoàn tất sẽ tạo ra được 36 mũi móc đơn. 36 mũi đó sẽ tạo ra 36 chân móc cho hàng móc kế tiếp. Thì hàng móc kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn ha ta sẽ có 36 mũi móc đơn vào 36 chân móc. Móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng, sau đó thêm cho mình hai hàng móc nữa, tức là ở đây mình sẽ có 3 hàng móc có 36 mũi móc đơn. Sau khi đã hoàn tất cho mình được 3 hàng móc đều, mỗi hàng móc có 36 mũi móc đơn vào 36 chân. Hàng kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình 13 mũi móc đơn vào 13 chân liên tiếp mũi thứ hai mũi thứ ba mũi thứ tư mũi thứ 5 mũi thứ sáu mũi móc đơn thứ bảy móc đơn thứ 8 móc đơn thứ 9 móc đơn thứ 10 móc đơn 11 móc đơn 12 và móc đơn 13 vào chân 13 hoàn tất được 13 mũi móc đơn vào 13 chân rồi thì bây giờ mình sẽ móc chụm mũi ha chậm mũi tức là mình sẽ chậm lại hai chân móc liên tiếp thành một mũi ở đây mình sẽ móc bốn mũi chậm liên tiếp cho tám chân móc thì chậm mũi nè các bạn sẽ chậm cho mình hai chân móc liên tiếp lại để ý ở mỗi chân móc nó sẽ có hai đường móc một đường nằm ở bên dưới và một đường nằm ở bên trên thì tất cả các cái mũi chậm các bạn đều đâm kim cho mình vào đường nằm bên trên ha chậm lại cho mình hai chân kế bên này lại thành một mũi nè thì ta sẽ đâm kim vào chân kế bên sau đó mình luồn kim ra phía ngoài và đâm kim vào chân kế tiếp vào đường nằm bên ngoài nhé trên kim được 3 đường móc kéo lên qua hai chân lần thứ nhất và lần thứ hai như vậy là hai mũi phía dưới chậm lại thành được một chân bên trên rồi ha các bạn sẽ làm cho mình cho đến khi mình đạt được bốn mũi chậm liên tiếp với nhau ta sẽ có mũi chậm thứ hai nè đâm kim lần lượt vào hai đường móc nằm bên ngoài tiếp tục mũi chậm thứ ba và mũi chậm thứ tư như vậy là ta sẽ có được tổng cộng là 4 mũi chậm liên tiếp với nhau. Hoàn tất 4 mũi chậm rồi mình sẽ còn lại 15 chân móc. Thì 15 chân móc đó móc mỗi chân là một mũi móc đơn cho đến cuối hàng móc. Sau khi đã móc đến cuối hàng thì ta sẽ ra được một nửa của form mặt trước rồi nè. Thì hàng vinh vừa móc nó sẽ tạo ra tổng cộng là 32 mũi móc. Nó tạo ra 32 chân cho hàng móc kế tiếp. Thì hàng móc kế tiếp mình sẽ móc đều và không cần phải giảm mũi nữa. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn, mình sẽ có 32 mũi móc đơn và 32 chân móc. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến hết. Tiếp tục đến hàng móc kế tiếp nè. Thì hàng móc kế tiếp các bạn sẽ tiến hành giảm mũi tiếp cho mình ha. Ta sẽ giảm lại hai cái chân móc đầu tiên lại thành một mũi nè. Mình cũng lần lượt đâm kim vào hai cái đường móc nằm bên ngoài của hai chân móc liên tiếp với nhau ha. Chân đầu tiên nè và chân thứ hai. Sau đó lần lượt kéo qua hai chân trên kim cho đến hết. Ta có được mũi chậm đầu tiên. Thì hoàn tất được mũi chậm rồi tiếp tục móc 10 mũi móc đơn vào 10 chân liên tiếp. Mũi thứ nhất, mũi thứ hai, mũi thứ ba, mũi thứ tư, mũi thứ năm, mũi thứ sáu, mũi thứ bảy, mũi thứ tám, mũi thứ chín và mũi thứ 10. Hoàn tất được 10 mũi móc đơn vào 10 chân rồi thì các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi chậm liên tiếp vào 6 cái chân kế bên ha. 3 mũi chậm liên tiếp nè, mũi chậm đầu tiên nè. Tức là mình sẽ chậm 2 chân lại thành một mũi. Tiếp tục mũi chậm thứ hai. Mũi chậm thứ ba. Hoàn tất được 3 mũi chậm rồi thì còn lại là 14 chân móc thì 14 chân móc đã móc cho mình 12 mũi móc đơn và 12 chân trước mũi thứ nhất mũi thứ hai mũi thứ ba mũi thứ tư mũi thứ năm mũi thứ sáu mũi thứ bảy móc đơn thứ 8 móc đơn thứ 9 móc đơn thứ 10 móc đơn 11 và móc đơn 12 còn lại hai chân móc cuối cùng thì hai chân đó các bạn sẽ tiến hành chụm lại cho mình thành một mũi ha Kết thúc đâm kim vào chân mũi, đầu tiên móc một mũi dời. Và nhớ các bạn sẽ rút lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại nha. Móc lên một mũi móc xích. Hàng móc mình vừa hoàn tất sẽ tạo ra được 27 mũi móc đơn. 27 mũi đó tạo ra 27 chân móc cho vòng móc kế tiếp. Thì vòng móc kế tiếp móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn. Ta sẽ có 27 mũi móc đơn vào 27 chân. Sau khi đã hoàn tất được cái hàng móc có 27 mũi móc đơn rồi, hàng kế tiếp mình cũng sẽ không giảm mũi, không tăng mũi. Ta sẽ móc đều và mình sẽ tạo cái điểm nhấn cho phần cổ. Chân đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc ở bên trên một mũi móc đơn. Sau đó tiếp tục chân kế tiếp mình sẽ đâm kim vào chân móc nha chứ không đâm kim vào chân nằm bên trên. Xen kẽ sẽ là một mũi mà móc vào cái chân nằm bên trên nè. Thì đây là cái chân mũi móc đơn kế bên ha không móc vào chân móc này mà đâm kim vào cái chân tay móc mũi móc đơn đó, tức là chân này, móc vào mũi móc đơn, tức là đây là những cái mũi móc đơn trong ha. Tiếp tục xen kẽ là một mũi móc vào chân móc và một mũi móc vào chân nằm bên trên. Các bạn cứ móc xen kẽ như vậy để mình tạo điểm nhấn cho cái phần cổ của khủng long ha. Một mũi thì móc vào luôn chân móc còn một mũi thì móc vào chân nằm bên trên, móc tương tự cho mình cho đến hết. Sau khi hoàn tất rồi thì đâm kim vào chân của cái mũi đầu tiên là cái mũi chồng đầu tiên nè, móc vào một mũi dời, sau đó móc lên một mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ móc phần thân dưới nè. Thì phần thân dưới bây giờ mình sẽ tiến hành tăng mũi ha. Các bạn sẽ móc cho mình chân đầu tiên một mũi móc đơn. Chân thứ hai sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc, tức là mình sẽ móc cụm giống như ban đầu mình có móc đó ha. Đây là một cụm nè. Khi hoàn tất được một cụm rồi móc vào chính chân móc kế tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu. Móc đơn thứ bảy. Móc đơn thứ tám và móc đơn thứ chín. Được chín mũi móc đơn vào chính chân rồi thì mình sẽ móc một cụm vào hai chân kế tiếp tức là một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc vào hai chân kế bên ha. Khi hoàn tất được cụm rồi, còn lại 14 chân móc thì các bạn sẽ móc cho mình 12 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi móc đơn trước. Móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu. Móc đơn thứ bảy. Móc đơn thứ 8 Móc đơn thứ 9 Móc đơn thứ 10 Móc đơn 11 Và móc đơn 12 Hoàn tất được 12 mũi móc đơn Còn lại hai chân móc cuối cùng thì mình sẽ móc một cụm ha Cụm thì có một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc nè Móc đến kết thúc thì đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên Móc một mũi dời và nhớ rút lại cho mũi dời nhỏ lại nha móc lên một mũi móc xích hàng này của mình hoàn tất sẽ tạo ra tổng cộng là 30 mũi móc đơn 30 mũi này sẽ tạo ra 30 chân móc cho hàng kế tiếp thì hàng kế tiếp các bạn sẽ móc đều và không cần phải tăng cũng không cần giảm mũi mỗi chân móc móc một mũi móc đơn và mỗi chân móc mình sẽ có 30 mũi móc đơn và 30 chân móc móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng sau khi móc đến cuối hàng rồi thì hàng kế tiếp mình sẽ tiếp tục tăng mũi nè để tăng mũi thì các bạn sẽ móc cho mình hai chân móc đầu tiên là một cụm ha. Một mũi móc đơn vào chân đầu tiên. Hai mũi móc đơn vào chân kế tiếp. Sau đó tiếp tục sẽ là 26 mũi móc đơn vào 26 chân móc liên tiếp với nhau. Móc đơn đầu tiên nè. Vào chân kế bên ha. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư, móc đơn 24, móc đơn 25 và móc đơn thứ 26. Hoàn tất được 26 mũi móc đơn vào 26 chân móc rồi thì còn hai chân cuối cùng móc cho mình một cụm ha. Ta có một móc đơn sau đó là hai móc đơn cùng chân móc nè. Tiếp tục kết thúc hàng móc. Móc lên một mũi móc xích. Thì hàng này vừa hoàn tất sẽ tạo ra 32 mũi móc đơn. 32 mũi đó tạo ra 32 chân móc cho hàng kế tiếp thì hàng kế tiếp mình tiếp tục không cần phải tăng cũng không giảm mũi cứ móc đều cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn mình sẽ có 32 mũi móc đơn vào 32 chân ha móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng sau khi móc đến cuối vòng rồi hàng kế tiếp là hàng móc cuối cùng các bạn sẽ móc cho mình hai chân đầu tiên là một cụm trước cụm của mình là một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc nè sau khi hoàn tất được một cụm thì 12 chân móc kế tiếp móc mỗi chân là một mũi móc đơn ha. Móc đơn đầu tiên nè. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu. Móc đơn thứ bảy. Móc đơn thứ tám. Móc đơn thứ chín. Móc đơn thứ 10. Móc đơn 11 và móc đơn 12. Được 12 mũi móc đơn rồi thì hai chân kế tiếp chậm lại thành một mũi. Thì cách chậm tương tự như các cái mũi chậm bên trên ha. Lần lượt đâm kim vào hai đường móc nằm bên ngoài của hai chân. Khi hoàn tất được mũi chậm rồi thì 14 chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi móc đơn. Mũi thứ hai nè. Mũi thứ ba. Mũi thứ tư. Mũi thứ năm. Mũi móc đơn thứ sáu. Móc đơn thứ bảy móc đơn thứ 8 móc đơn thứ 9 móc đơn thứ 10 mũi 11 mũi 12 mũi 13 và mũi thứ 14 còn lại hai chân móc cuối cùng thì hai chân đó các bạn móc cho mình một cụm một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc ha sau đó kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một xích kéo và cắt len cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài sau đó sử dụng kim khâu mình xỏ sợi len này vào trong kim khâu và các bạn sẽ nắng cho mình cho cái túi của mình nó thẳng lại thì lúc này cái điểm mà mình kết thúc nó sẽ nằm ở đầu này ha các bạn sẽ tiến hành khâu lại cho mình hai cái hàng cuối cùng này mình sẽ đâm kim vào hai chân móc nằm ở phía ngoài thì đây là cái chân móc phía ngoài nè thay vì đây là chân móc tương đương hai chân móc tương đương như thế này thì mình sẽ không đâm kim luôn vào chân móc và các bạn sẽ đâm kim vào chân phía ngoài của chân đầu tiên bên này và chân phía ngoài của chân đầu tiên bên kia mình sẽ guốc lại ha tiếp tục đưa sợi len về vị trí ban đầu hai chân móc kế tiếp nè đâm kim vào đường nằm bên ngoài của hai chân đó sau đó guốc lại tương tự ha hai chân thì đâm kim vào đường nằm bên ngoài của mỗi chân sau đó kéo sợi len lại các bạn sẽ khâu tương tự cho mình cho đến hết cứ lần lượt đâm kim cho mình vào hai chân nè sau đó kéo lên sau khi đã khâu cho mình hoàn tất được cái phần thân dưới rồi nè mình sẽ có được một cái form túi như thế này khi mà mình để phụ kiện vào bên trong thì cái túi của mình nó sẽ phồng lên như thế này ha Miệng túi nè Bây giờ mình sẽ móc cái phần sừng ở bên hông Thì để móc được cái phần sừng ở bên hông Các bạn sẽ móc cho mình ở cái phần thân sau nè Thân sau là cái phần có điểm nhọn ha Cái xích đầu tiên mình sẽ có 3 chân móc mà mình móc có hai mũi móc đơn vào cùng chân móc á Thì mình sẽ đâm kim vào cái chân nằm chính giữa Đâm từ trong ra ngoài vào cái chân móc đó sau đó mình sẽ đưa cái sợi len khác màu ra phía sau kéo len qua chân móc và móc lên một mũi móc xích lúc này để đâm kim thì mình sẽ đâm kim vào cái chân của cái mũi đó và cái chân móc mà mình móc cái mũi đó ở phía dưới ha khi mà các bạn đâm kim thì mình sẽ thấy nè chân móc và cái chân móc ở phía dưới tức mình sẽ không đâm ngang mà mình sẽ đâm dọc xuống dưới ha đâm kim vào chân móc và đâm dọc xuống dưới nè dọc theo cái mép của thân sau khi móc thì mình sẽ dễ dàng thấy hơn nè móc mũi móc đơn ha cứ lần lượt móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại nè khi móc thì nhớ giấu lên nhé tiếp tục nè đâm kim từ trên xuống dưới móc mũi móc đơn các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến gần hết cái phần đuôi ha lưu ý khi mà mình móc đến cái phần giữa ở cổ á thì cái phần giữa ở cổ của mình nó sẽ có hai hàng móc mình tạo cái điểm mũi móc đơn chồng á thì khi các bạn móc đến cái phần cổ cho mình nè mình sẽ đâm kim luôn vào hai hàng móc chứ không cần phải đâm kim vào một hàng á đây đâm kim luôn vào hai cái hàng móc như thế này tức là mình sẽ giảm dạ mũi ở đây chứ mình không có tạo ra hai cái mũi đơn ở đây móc luôn vào hai cái hàng móc nè và móc tương tự cho mình cho đến gần hết cái phần đuôi nha Như vậy là mình sẽ có được một cái hàng móc như thế này. Tiếp tục móc lên một mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Mình sẽ tạo cái phần sừng ở phía sau này nè, sợi len nè cắt đi ha. Để móc sừng thì móc vào chân móc đầu tiên một mũi móc đơn. Chân thứ hai mình sẽ móc một mũi nửa kép. Được mũi nửa kép vào chân thứ hai rồi móc lên hai mũi móc xích. Ta di chuyển kim đến chân của mũi móc xích đầu tiên, móc một mũi dời. Sau đó tiếp tục các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép vào cái chân mà mình vừa móc mũi nửa kép đó. Tức là chân đó mình sẽ có hai mũi nửa kép ha. Tiếp tục sẽ làm một mũi móc đơn vào chân kế bên. Ta sẽ có được một cái phần sườn như thế này. Để kết thúc cái phần sườn này thì đâm kim vào chân kế tiếp móc một mũi dời. Sau đó tiếp tục sườn thứ hai thì móc vào chân kế bên một mũi móc đơn. Tiếp tục chân kế tiếp móc một mũi nửa kép, hai mũi móc xích một mũi dời vào chân xích thứ nhất tiếp tục một mũi nửa kép vào cái chân móc ta móc mũi nửa kép đó luôn sau đó là một mũi móc đơn vào chân kế bên và một mũi dời vào chân kế tiếp để mình kết thúc cái sân thứ hai ha và sân thứ ba cũng làm tương tự cho mình nè chân kế bên một mũi móc đơn sau đó là một mũi nửa kép vào chân kế tiếp mũi nửa kép xong rồi hên hai xích móc vào chân xích thứ nhất một mũi dời tiếp tục mũi nửa kép vào cái chân tay móc mũi nửa kép đó sau đó móc một mũi đơn vào chân kế bên còn lại một chân móc cuối cùng thì chân đó móc cho mình một mũi dời lúc này các bạn sẽ kéo dài sợi len và cắt len ta đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc mũi dời kết thúc sau đó kéo sợi len ra phía sau và giấu sợi len thừa vào trong mũi móc như vậy là mình sẽ có được cái phần sừng của khủng long ở phía sau như thế này ha. Bây giờ mình sẽ móc cái phần mắt. Mắt thì các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Móc lên một mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn ta vừa tạo 6 mũi móc đơn. Móc đơn đầu tiên. Móc đơn thứ hai. Móc đơn thứ ba. Móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu. Có được 6 mũi móc đơn rồi nắm sợi len ngắn guốc lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại. Sau đó đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời và lên một mũi móc xích. Tiếp tục vòng móc thứ hai, thì vòng móc thứ nhất có 6 mũi móc đơn, tạo ra 6 chân cho vòng móc thứ hai. Vòng móc thứ hai mỗi chân móc 2 mũi móc đơn vào cùng chân móc. Chân đầu tiên 2 mũi móc đơn. Chân thứ hai cũng móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ ba tương tự hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân móc thứ tư cũng móc 2 mũi móc đơn. Chân thứ năm móc 2 mũi móc đơn. Và chân thứ sáu là chân cuối cùng cũng móc 2 mũi móc đơn. Ta hoàn tất được hàng móc thứ hai rồi thì kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời, móc lên một xích kéo và cắt len. Bây giờ mình sẽ thay màu ha. Đưa cho mình sợi len ra phía sau. Ở cái sợi len thừa vừa kết thúc cái phần trồng ở bên trong nè. Thì ở phía trước của nó là chân móc ta vừa móc mũi dời kết thúc, phía sau nó là chân của mũi dời thì đâm kim vào chân của mũi dời sau đó kéo sợi len qua chân móc. Móc lên một xích. Cái hàng thứ hai của phần trồng bên trong á mình có 12 mũi móc đơn, tạo ra 12 chân móc cho vòng kế tiếp này thì các bạn sẽ không cần phải tăng mũi, mỗi chân móc cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Ta sẽ móc tương tự cho đến hết vòng, mình sẽ có tổng cộng là 12 mũi móc đơn ha. Khi móc thì nhớ dấu len thừa để ta cắt lên không phải dấu len nhiều móc cho mình cho đến cuối vòng sau khi móc đến cuối vòng thì đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một xích kéo và cắt len tiến hành giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau các cái mũi móc ta sẽ có được hai cái mắt như thế này ha mắt thì mình sẽ đính ở phía trên của phần miệng túi nè tiếp tục mình sẽ tạo một nút để móc cái phần dây móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút đối với cái phần miệng túi này mình sẽ móc hai cái đầu dây ở hai bên mặt phẳng song song như thế này nè thì các bạn sẽ chọn cho mình một chân móc nằm chính giữa của mỗi mặt tại khi mà mình khóa cái phần miệng túi lại thì giúp cho cái phần thân trong nó sẽ có cái độ phòng lên ha thì chọn một chân móc nằm chính giữa của thân bên này sau đó mình kéo nút vừa tạo qua chân móc từ đây móc lên một dây móc xích sao cho mình gặp đôi lại thì nó sẽ đeo vừa với thân ha nó sẽ dao động trong tầm khoảng 140 cho đến 160 tùy vào tay thợ móc lỏng hay chật nha. 2 3 4 5 sau khi hoàn tất được độ dài của sợi dây rồi nè, gặp đôi lại thì ta sẽ có được một cái độ rộng để mình có thể đeo vào trong thân của bé. Thì để kết thúc các bạn quay ngược cho mình ở cái mặt còn lại, mình sẽ đâm kim vào cái chân móc đối xứng với cái mũi mà mình bắt đầu móc cho phần dây. Móc vào đó một mũi dời, sau đó móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len các bạn sẽ giấu cho mình các cái sợi len thừa mà mình vừa cắt đó vào trong các cái mũi móc ta sẽ có được cái phần dây như thế này ha và sau khi đã đến cố định cho mình được hai mắt vào trong thân của khủng long rồi nè đầu dây của mình hoàn tất rồi ha bên trong các bạn có thể để phụ kiện vào bên trong và khóa lại ha khi hoàn tất được mắt rồi thì mình sẽ tiến hành dùng kim và các bạn khâu cho mình cái phần miệng bây giờ mình sẽ tạo một cái chi trước tiếp tục tạo một nút móc và kéo lên qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút ta sẽ đâm kim vào một chân móc nằm các bạn so sánh đối xứng với mình là được ha và một chân móc nằm ở phía dưới nè sau đó mình sẽ kéo nút mình vừa tạo qua cái chân móc này từ đây mình sẽ móc lên 5 mũi móc xích tạo độ dài cho cái phần chi ha được 5 mũi móc xích rồi có được cái độ dài như thế này rồi móc lên một mũi móc xích chân thứ năm móc cho mình một mũi dời chân thứ tư móc một mũi móc đơn chân thứ ba móc một mũi nửa kép còn lại hai chân móc cuối cùng thì mỗi chân móc một mũi kép đơn sau đó kết thúc mình sẽ đưa kim về cái hướng xéo qua một góc nè đây từ đây thì mình có thể xé qua một góc như thế này, chọn một chân móc đối xứng. Sau đó mình sẽ móc vào đây một mũi dời, kéo dài sợi len và cắt len. Đâm kim từ trong ra ngoài vào chân móc mình vừa móc mũi dời kết thúc, kéo sợi len vào bên trong. Sau đó giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc. Các bạn có thể dùng một ít keo để chích cho cái phần chi của mình nó đính vào bên trong luôn ha. Để khóa lại được cái phần miệng túi thì ở đầu dây bên trên các bạn sử dụng cho mình một cái cúc gỗ như thế này cúc gỗ tròn ha sau đó mình sẽ luôn đầu dây lại khóa lại nè khi mà mình sử dụng các bạn sẽ kéo cho mình cái nút lên phía trên sau đó mình có thể để phụ kiện vào bên trong hoặc là các bạn cũng có thể để tỏi cho bé sơ sinh cũng được ha để phụ kiện vào bên trong nè và mình sẽ khóa lại như vậy là mình vừa hoàn tất được một cái mẫu túi tỏi hình chú khủng long xinh xắn như thế này khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc ha chúc các bạn móc thành công